Kênh Nhà Nông Miền Tây kính chào quý bà con. Thưa quý bà con, hôm nay ngày 10 tháng 3 năm 2022, giá lúa đi ngang, giá nếp nhóng. Giá lúa gạo hôm nay tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục xu hướng ổn định với các giống lúa. Thương lái mua nếp để dựa lại, giá nếp nhóng lên. Lượng gạo nguyên liệu về lai rai, các kho lựa mặt gạo, phụ phẩm, tấm cám, hút hàng, giá gạo các loại bình ổn, giao dịch gạo chợ lai rai. Giá lúa cụ thể hôm nay như sau: nếp vỏ tươi Long An 5.400 đến 5.500 đồng, OM 380 giá 5.400 đến 5.500, nếp An Giang loại 3 tháng 5.300 đến 5.500 đồng, IR 50404 giá 5.200 đến 5.400, lúa nàng qua chín ở mức 5.600 đến 5.800, đài thơm 8 5.600 đến 5.800, OM 5451 5.500 tới 5.700, OM 18 giá 5.500 đến 5.800, nếp Long An khô 6.500, nếp vỏ khô An Giang 6.800 đồng. Tại Sóc Trăng, lúa OM 5451 5.400 đến 5.600, OM 18 5.600 đến 6.000, IR 50404 5.300 đến 5.500, VNR 20 5.300 đến 5.500, đài thơm 8 5.600 đến 5.800, lúa DS 1 6.500 đến 6.600, OM 4900 5.800 đến 5.900, lúa Tài Nguyên 6.900 đến 7.000 đồng, RVT 6.900 đến 7.000 đồng, lúa ST 24 6.900 đến 7.000, lúa ST 25 7.000 đến 7.200. Tại Kiên Giang, lúa Nhật DS 1 6.500 đến 6.700, lúa tươi IR 50404 5.200 đến 5.300, OM 380 5.100 đến 5.300, OM 5451 5.300 đến 5.500, OM 18 5.700 đến 5.800, đài thơm 8 5.800 đến 5.900, nàng hoa 6.100 đến 6.200, VNR 20 5.300 đến 5.500. Tại Long An, nếp vỏ tươi Long An là 5.300 đến 5.500, IR 50404 giá 5.200 đến 5.400, OM 5451 từ 5.400 đến 5.600, OM 18 từ 5.500 đến 5.800, đài thơm 8 từ 5.600 đến 5.800, ST 24 từ 7.200 đến 7.400. Giá còn có thể chênh lệch tùy nơi và tùy theo chất lượng lúa. Kênh Nhà Nông Miền Tây cũng xin được cảm ơn thương hiệu đèn LED Asia Pacific đã đồng hành cùng kênh. Bà con hãy nhớ nhấn nút like và đăng ký kênh để có thể theo dõi các nội dung nhanh chóng. Xin cảm ơn và xin chào.